Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4, các học viên được các cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 6 chuyên đề bao gồm Cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, nhiệm vụ giải pháp của địa phương, cải cách hành chính nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay, quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số, chiến lược bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Hai chuyên đề về những điểm mới và những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2024, kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vương mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án và công tác xây dựng, trình đốn đảng trong giai đoạn hiện nay do lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trực tiếp truyền đạt phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong những năm qua đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy đặc biệt quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng xác định đây là khâu hết sức quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực công tác của cán bộ Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ các chuyên đề. Từ những kiến thức được trang bị lần này, trở thành động lực tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân và quan trọng hơn, qua đợt bồi dưỡng này, tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn, giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác.